bằng khăn đỏ rất đáng yêu. Cô luôn luôn quả một chiếc khăn to ở ngoài tặng. Sao vậy? Mọi người để coi này. Cô bé quàng khăn đỏ. Mẹ nói về cô bé bà ngoại vừa ốm. Mẹ sẽ mang đi bánh đi thăm bà ngoại nhé. Về nhớ đi lớn lớn. Không được hát chơi mà đi đường vòng. Vâng ạ. Cô bé xách cỏ bánh và tiếp tục lên đường. Đi qua một khu rừng, cô bé và một con báo sói hỏi như hỏi, con bé dễ thương ơi, cô đi đâu vậy? Cô bé trả lời là một kẻ rất ra đó. Và cô bé quảng khăn đỏ. Cô bé quảng khăn đỏ, tôi đi và đưa bánh cho bà ngoại. Cháu sói muốn ăn thì cô bé và bà ngoại nên nó nói với cô bé bà ngoại xem này. Bà ba đi lá hoa đẹp trong rừng hay hái mở đi bà hoa. Tặng cho bà ngoại chiếc kìa về bao. Cháu sói đi vào trong nhà, luôn luôn bà ngoại vào bụng. Nếp xe nó mặc áo của bà, quả khăn của bà và nằm lên giường cổ chờ cô bé đến. Khi hái một bó hoa đây thì đi lấy là bà ngoại. Cô bé quá khổ ba lần, chỉ nên thấy tiếng nó rất nhỏ. Cả đi cháu, cô bé. Cô bé bắt lại bà ngoại. Sau đây, cô bé hỏi, sau đây tai bà to thế cháu sói đáp. Tai bà to để bà ông cháu được chặt hơn. Cô bé dép luôn rồi. Ơi sau này tay bà to thế cháu sói đáp. Tai bà to để bà ông cháu được chặt hơn. Cháu sói mình đi này. Cháu sói lo gì làm theo được. Chỉ một lát nó lại ngầm ầm về cái bụng to căng tròn. Cháu sói mất luôn, cô bé trả vô bụng. Lúc này bác thợ săn đi ngang qua cửa sổ căn nhà. Con nghe tiếng, ngay ngay thế rất to, đến kinh ngạc. Con phải đoán xem thế nào. Bác thợ săn đi vào lúc nào và nhìn thấy chó rồi. Trên chuột đang nằm trên giường nghe ngủ như chết trên giường. Bác nổ thầm, nổ thầm. Bác tờ khăn năm chuẩn bị đổ xuống thì thấy là bụng của con chó điện vội vàng ngã xuống giường và ngã xuống biển. Thì rồi thay vì cứu bác cụ ra đá, lấy giá bắt bụng cho thấy ký lúc cô bé quàng khăn đỏ trong bụng. Bà ngoại ăn cho bánh cô bé.